chào anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Và đây là dòng mix Suối 38 Plus. Rất nhiều đơn hàng của anh em khách hàng trong ngày hôm nay phục vụ anh em khách hàng với dòng mix Suối 38, đó là bổn phận và trách nhiệm với em Tùng Audio. Và hôm nay của anh em khách hàng kiểm tra cái dòng mix công dây đang cực kỳ hot trên thị trường âm thanh nhá. Suối 38 Plus, một trong phiên bản mix công dây của em Tùng đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhất cho em khách hàng. Giá sấp xỉ 2 triệu đồng, mặc dù là thị trường âm thanh giá lại anh em phải mua với mức giá tầm 2 triệu 4 cho đến 2 triệu 7. Nhưng đến với cả anh em Tùng thì các anh em chỉ cần bỏ ra khoảng độ hơn 2 triệu đồng là anh em đã sở hữu ngay cho mình một con mic không dây vô cùng chất lượng rồi. Rất nhiều đơn hàng của anh em khách hàng với nhiều thiết bị âm thanh và trong đó có dòng mic Suối 38. Và xin gửi lời cảm ơn cho tất cả anh em khách hàng đã và đang đơn hàng với dòng mic Suối 38 bên cả anh em nhé. Về hình thức hộp thì anh em đã được nhìn thấy trực tiếp trên video ngay đầu video rồi đúng không ạ? Suối 38 là phiên bản model 2024. Tất cả linh phụ kiện đầy đủ đến trong hộp. Khi nhận hàng về các anh em không cần phải đi mua thêm bất kỳ linh phụ kiện nào nữa cả. Dường như đã có tất cả cho anh em sử dụng ngay rồi. Nâng cấp với các thiết bị âm thanh gia đình, kết nối vang, âm ly, mixer, loa kéo, đẩy nền vang đều được cả. Với thiết kế giao diện đẹp mắt mạnh mẽ với là màu đen. Màu đen là một trong phiên bản màu dễ dàng phối đồ nhất rồi cho anh em rồi. Với phiên bản phay nhôm này, anh em có thể là sử dụng mà lâu dài, bền bỉ hơn với cái chế độ chống hen gì cực kỳ tốt của những phiên bản phay nhôm. Hai mặt màn hình hiển thị cho hai cổng mic với đầy đủ tính năng chế độ chúng ta có thể thao tác trên thân máy khi nhận hàng về. Đa phần anh em không cần phải thao tác quá nhiều bởi vì em Tùng khi mà gửi hàng đi là nhà em đã test và cài đặt cho anh em các hiệu ứng kể cả tần số âm thanh rồi. Nên có anh em nhận hàng về chỉ cần là thao tác bật âm lượng tổng lên rồi là ghép đúng các thiết bị là chúng ta trải nghiệm thôi. Và nếu anh em muốn tự mình thao tác và sử dụng các tính năng thì đơn giản, các anh em nhìn thấy các phím tính năng này, một là âm lượng tổng mic A, âm lượng tổng mic B, thiết kế có đèn led, hai phím volume to và các phím bấm nhá, cũng tiến lên, cũng lùi xuống để anh em có thể chuyển tần số thủ công này, set tần số tự động này, đó, có thêm tính năng dò sóng sạch khi chúng ta giữ nút set này, có tính năng khóa tần số bộ đồ thu này. Đây là một trong những con mic mà em thấy là nó có khá nhiều cái tính năng hiện đại đấy các bạn, để anh em có thể là sử dụng mà thêm các hiệu ứng âm thanh chuyên nghiệp khi mà chúng ta lựa chọn vào dàn máy âm thanh gia đình. Và đây là logo đến từ dòng mic UX 38 Plus. Đấy, với thiết kế rất là đẹp và mạch hình thức giao diện đúng không ạ, sẽ mang lại cho anh em sự trải nghiệm phòng hát gia đình tuyệt vời. Đấy, đầu tiên đó là về cái sự chuyên nghiệp. Thứ hai là về phần chất âm. Đây là thiết kế giao diện tuyến phần tay mic Suối 38 và anh em không nên bỏ qua phần thiết kế tay mic rất đẹp và độc đáo. Với phiên bản màu sẽ là màu cà phê lớp sơn bóng bên ngoài tạo nên cái vẻ đẹp sang trọng cho dàn máy âm thanh gia đình và tay mic rất là to, độ lặng ổn định nhá, chắc chắn, đầm tay thoải mái các bạn. Anh em cầm lên qua sẽ thấy ngay nó sự thoải mái bởi vì những con mic của Suối họ làm thiết kế tay mic rất là nặng. Đấy là anh em cầm lên chúng ta sẽ không cảm giác là nó nhẹ nhẹ một chút nào cả. Với cái dòng mic này thì rất là đầm tay. Đấy, và thêm tính năng tự ngắt này, tính năng cảm biến gia tốc có trên phần tay mic của dòng mic Suối 38 nữa. Rất là nhiều tính năng đặc biệt đến từ dòng mic Suối 38 mà anh em không nên bỏ qua. Với chế độ phủ sóng xa, 4 dâu bằng te. Anh em hoàn toàn có thể lựa chọn dòng mic này chơi những công việc khác như là sử dụng phòng trà hay là sự kiện mini đều được. Với chế độ phủ sóng xa lên tới 5 thậm chí là 7 mét. Và âm thanh của dòng mic này như thế nào? Ngay bây giờ cùng em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ bộ sản phẩm mic Suối 38 Plus mà hôm nay rất nhiều anh em đặt đơn hàng về cả Tùng Audio nhá. 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7 8 9 7 7 1 2 5 6 7
rất là gọn gàng phần tiếng, đặc biệt là giải bass, âm thanh có cái độ đầm ấm hơn nhé. Những cái dòng mic thông thường, và dòng mic này thì nó sẽ cắt bớt các dạ âm thừa đi, đặc biệt là dạ chép không quá sáng tiếng về phần chép, nên nó sẽ cắt bớt cái dạ âm thanh hú rít xảy ra. Đấy, khi mà anh em kết nối dòng mic Suối Bá Tám này, anh em sẽ nghe được cái chế độ âm thanh tiếng ấm hơn. Đấy, và tiếng có cái độ lịnh. Khi chúng ta kết nối với thần tai mic của dòng mic Suối Bá Tám thì có ngay cái chế độ cột sóng, anh em đã được nhìn thấy trên video rồi đúng không ạ? Và đây là một trong những con mic mà em đánh giá phần tiếng chất lượng cực kỳ tuyệt vời, với âm thanh đầm ấm dễ chịu và có cái độ tròn tiếng so với những dòng mic không dây thông thường ở trên thị trường ngoài kia. Và ngày hôm nay thì bên em Tùng Audio lại tiếp tục lên đường phục vụ anh em khách hàng với dòng mic Suối Bá Tám, và đang trong chương trình khuyến mại quá đặc biệt cho anh em những ngày lễ sắp tới, nên là bên em đang giảm giá cho anh em rất là sâu rồi. Hiện tại thì bên em giảm xuống mức giá chỉ còn là chỉ 2 triệu đồng, và anh em đã sở hữu ngay cho mình một mic không dây quá chất lượng đến từ Suối, và đây là Suối Bá Tám. Nếu như anh em đang có nhu cầu, các bác có thể liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979 629 336 để đặt hàng và hưởng ngay mức giá ưu đãi cực kỳ đặc biệt đến từ dòng mic Suối Bá Tám lớp bên cả nhà nhé. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.